Gốc dễ thương, thấy em nhỏ đang ngồi chơi một mình, chú khỉ mon men đến bắt chuyện. Tuy em nhỏ chưa biết nói và không hiểu tiếng của nhau, nhưng có vẻ câu chuyện của chú khỉ kể rất hấp dẫn. Nó không ngừng khua tay nói chuyện, khiến cho em nhỏ vô cùng thích thú. Theo mẹ em nhỏ, khi đi làm nương rẫy, bà hay cho em đi cùng. Khi làm bà chỉ để em ngồi chơi một mình. Lần đầu thấy chú khỉ bà cũng lo sợ, sau thấy chú khỉ có vẻ hiền lành nên mới để nó chơi cùng con luôn cho đỡ buồn.